YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Chuẩn bị nó đi con mày phải có chứ. Cái gì nhỉ? Mày đi đâu? Đi lại đấy. Mở hết, mở bọn Đức Hòa, con Thu, mở hết. Còn đi hay không, một cạnh. Không đi. Hôm qua con Thu rồi ạ. Hả? Con Thu ra nhà đọc thử. Không nhìn ạ. Thấy đéo đâu. Đây. Có thấy đâu. Thấy rằng mỗi thằng lâm bì. Trong quán côn của bên kia các bạn cũng ngồi kia nó lâm bì đâu. Thì tao bảo là tao bảo tao thấy mỗi lâm bì. Thì không thấy thì quán côn của bên kia. Nó cứ gấp ký sang nhà mang ngô. Nó tao bảo đội nhà đội thuyền các bạn. Vì chuyện nhà đội thuyền. Thì cứ gấp ký thì tập lâu rồi. Tịch mẹ nhà đội trưởng nó đéo ghi ấy, nó đéo ghi New Cà Phê, nó ghi ở ngoài tên là Quân thì thấy có nào nó tên là ngoài nhà đội trưởng cái bảng là chê nó ghi là Quân đéo đéo gì nhờ nó xịn lên nhà bên cạnh, nó có số các kiểu nhà bên nhà bên cạnh đọc quá mẹ, nhà mới nhà cũ nó khác hẳn nhò mấy tầng vì cào thì quấn có 3-4 tầng. Dạ nói xong nó xây xong mấy tầng chưa? Địt mẹ nhân viên nó leo chết. Mấy tầng cũng 4 tầng. Ừ đúng vì cái nào nặng nặng. Thằng nào? Có lẽ cái thằng này đó. Cái thằng em chung nặng. Em họ. Thằng ấy là mấy nhỉ? Dạ. Thằng ấy là mấy nhỉ? Lớp 11 cái gì? Cả. Thằng đấy chắc lớp 9. Thôi mai à đâu? Thứ hai đi học à đấy phải đây. Thứ năm đi học hỏi thằng Lập xem. Hỏi ai? Thằng Lập. Bây giờ mình đấy tôi mở xong nha các bạn nha. Nói thế rồi vừa đi rồi nói chỉ ba câu thôi. Sĩ xài tiền như vậy tiền chục bách bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tôi bỏ nha các bạn nha. Ừ Mày ăn kia đi các bạn. Nhấp vào giày cả bi ấy. Để nhéo tải lên à, thích chân. Nhéo tải video lên. Đây. Không tải video lên xong tí đẩy đéo quay được. Mẹ nó đẩy được đâu mà. Chả đẩy được mấy lần quay xong có 2 phút xong nó tự tắt đó. Chứ mẹ nè tôi nè bơ tí đẩy đây nè cho này có bài tải lên cho chết dần. Càng sướng xa. Thì mình quen một máy thôi. Các bạn nhé, quen một máy thích. Thank you.
Vậy là mình đã tô màu xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Mẹ mà mấy triệu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Chị giờ này. Mẹ mà mấy triệu. Hết rồi. Hết cặp. Đóng đi à. Hết rồi. Ngon hết, tôi thêm qua tôi bỏ mấy triệu mà. Thì đóng tiền đấy. Đóng tiền đấy. Tiền điện. Tiền điện, hôm nay tôi đóng đâu mà. Thì lừa qua lừa chó gì, lừa được nó. Ô đi, mình đóng rồi đấy. Lừa được nó. Mẹ trả, mẹ tạch rồi. Vì quá. Anh tìm mà mù. Mẹ phải biết cái gì không? Mẹ hôm qua dám bảo đấy. Hôm qua dám bảo tiền phục vụ 15 nghìn. Địt mẹ dám lừa. Thế mẹ từ 10 nghìn đấy còn gì nữa cơ. 15 nghìn. Thế cộng đến 15 nghìn. Hả? Số đến 15 nghìn. Cộng đến 10 nghìn. 10 nghìn đâu. Địt mẹ dám bảo 15 nghìn sao mà 10 nghìn. Nó mà đủ tiền nào đấy. Điếu. Hôm nay lúc đấy mày vẻ. Vậy là mình đi tô màu xong nha các bạn nha. Thì mẹ à mày. Tối bố bảo nó chụp bill. Mà có khi nó vứt mẹ cái bill gì rồi. Sao vứt đi lấy làm gì chả biết. Cái gì? Vứt đi à. Xem. Xem làm gì chả biết thôi nhỉ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu. Đây mà. Đây vứt luôn. Địt mẹ đi uống nước độc dình để lừa nhau. Có 5 nghìn. Ra một số. Chứ mày không mất tiền cắn ông dương à? Cái địt này cần tính thế nữa gì? Được à. Mày tính thế nữa chứ gì? Đấy. Mày tính thế nữa chứ gì? Được. Thì bảo gọi đâu gọi đi. Mẹ bảo mai ấy. Thì gọi luôn đi. Nhìn thấy mai thì đi một khác. Cho một khác gọi. Mẹ mời. Nào, đi hôm nay từ dịch nó gọi. Mai thì kia thì kìa. Mẹ có mới một hôm mà. À. Dạ. Cái lùng. Chà phí chùm. Mẹ cứ bắt một hôm. Tự nhiên lên nhá. Mẹ. Đó mà lên rồi. Ừ. Đang ngoài. Đó là anh 25 thì mình cần là một cặp này không chẳng nhìn ghê với nó. Quả dốc xa. Mắc cài. Mà tin nó có tiền là được trả. Mày yếu rồi. Công nhận bún nó có tiền. Bún đâu ấy? Đấy. Bún đâu ấy? Bún đâu? Lâu mình nói. Lâu quá dậy. Đây. À lâu quá dậy. Chọn. Con gì dốc rồi? Không, quán này tôi đưa cho cái mã. Chứ mã ấy đi thêm một ít một tí nữa là đi. Mẹ bố mày đẻ ra cả con đấy. Đây. Bố mình đẻ ra cả con đấy. Đẻ phật. Đẻ ra con đấy. Thế biết anh đẻ con nào không? Vâng. Thế mà đẻ ra. Đẻ biết con nào. Tao chỉ biết là lũ đâu. Đẻ ra con. Hôm nào đi thì tao cho tao biết. Đây. Hôm nào đi thì tao biết. Đẻ ra con đấy. Phạch ngọn. Sáng mai đi. Đây, sáng mai. Ban sáng hay ban tối? Hôm đấy là ban sáng. Giờ đó anh đi trước kiểu đó anh. Ừ, hôm nào đi ăn đi. Hôm nào đi ăn đi. 25 tỏi. Rẻ ấy. Đây. Vẫn như ra đấy à. Sao gọi trong quẩy đi không à. Lấy có quẩy á. Ờ có mà. Chọc quả. Tôi gọi là không biết. Thế. Ăn quẩy ngon lắm luôn.
À, quầy ở đấy khác, quầy ở ngoài đường đường ngọt ngọt nó khác. Quầy đấy nó giòn. Thì ngâm vào nước nó có dẻo. Nước bún rồi. Thì nó có dẻo. Vậy là mình đã tôm một xong. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đang xem.